vụ cướp ngân hàng lớn nhất và dễ nhất trong lịch sử thế giới. Không súng, không chất nổ, không ồn ào, không có sự chống đối, cho đến nay, vụ cướp 1 tỷ đô của Saddam Hussein vẫn được xem là một vụ cướp ngân hàng lớn nhất và dễ nhất trong lịch sử thế giới. Khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tiến quân vào Bangladesh hồi đầu tháng 4 năm 2003, những tên cướp đã tấn công ngân hàng trung ương Iran vốn được xây dựng như một pháo đài, bên trong chứa rất nhiều tài sản quốc gia, trong đó có những kho dự trữ ngoại tệ. Quân đội đã tìm thấy ở đó rất nhiều ống nổ và súng bắn lửa, nhưng các toán cướp không thể tiếp cận vào bên trong ngân hàng, càng không thể lọt vào kho chứa tiền. Vậy nhưng có ai đó và bằng cách nào đó đã rút được số tài khoản kếch xù, tức khoảng 1 tỷ đô, một cách vô cùng nhẹ nhàng, trở thành vụ cướp ngân hàng lớn nhất và cũng dễ dàng nhất trong lịch sử. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 3, một ngày trước khi tên lửa hành trình của Mỹ bắt đầu dội mưa bom xuống thủ đô Iran, ba chiếc xe tải lớn từ đâu lao đến và phanh gấp trước cửa ngân hàng trung ương. Trong vài giờ, lần lượt các thùng kim loại chứa 900 triệu đô loại tiền mệnh giá 100 đô cùng với 100 triệu đô tiền euro được xếp đầy trên khoang chứa của ba chiếc xe, kết thúc một vụ cướp không súng, không chất nổ mà chỉ có một tờ giấy viết tay giao cho thống đốc ngân hàng, nhấn mạnh rằng biện pháp đặc biệt này là cần thiết để ngăn chặn tiền rơi vào tay kẻ thù nước ngoài. Những dòng chữ này là của Quyền Hossein, người đứng đầu lực lượng an ninh Iran, con trai nhà độc tài Iran sớm đã bị lật đổ là Saddam Hussein. Nhưng bất chấp những nỗ lực của Saddam, sau này các xe tải chở đầy tiền mặt ấy vẫn dần dần rơi vào tay của người nước ngoài. Saddam luôn mặc nhiên cho rằng tài sản của đất nước là con lợn đất của riêng mình. Điều hoang tưởng này được củng cố bằng thứ quyền lực khiến tất cả chỉ biết làm theo chứ không dám hé răng thắc mắc. Vì vậy, khi Saddam, người đã đưa ra một nhận định hoàn toàn sai lầm rằng người Mỹ không bao giờ dám tấn công Iran, ra lệnh giao 1 tỷ đô vào phút chót, không có ai ở ngân hàng trung ương dám lên tiếng yêu cầu việc đưa ra một lý do tài chính hợp lý. Khi bạn nhận được một mệnh lệnh từ Saddam Hussein, bạn không cần phải thắc mắc gì hết. Đó là một nhận định của quan chức giấu tên của Iran nói với The New York Times. Khi các quan chức Mỹ biết chuyện 1/4 kho dự trữ ngoại tệ ngân hàng trung ương đã bị rút, họ sợ số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các lực lượng nổi dậy. Về sau, 650 triệu đô được tìm thấy đằng sau bức tường giả trong biệt thự một người con trai khác của Saddam là Uday. Người ta đoán đó là số tiền từ ngân hàng trung ương, nhưng thực chất đó là số tiền mà Uday đã vơ vét trong nhiều năm qua. Theo tác giả Jamie Rissin, ghi lại trong cuốn Pray and Break, thậm chí nước Mỹ biết được vụ cướp ngân hàng của Saddam. Quân đội Mỹ đã phát hiện hàng trăm hộp nhôm, mỗi hộp chứa khoảng 4 triệu đô la mệnh giá 100 đô, tại một trong các cung điện của Saddam. Số tiền này đã bí mật được chuyển đến Kuwait, nơi các quân nhân Mỹ phải cật lực đếm ngày đêm. Khi John Taylor, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế, biết về số tiền này, ông đã yêu cầu các quan chức hàng đầu trả lại về đúng nơi của nó tại Ngân hàng Trung ương. Nhưng Nhà Trắng và Lầu Năm Góc quyết định giữ lại để sử dụng khi thấy phù hợp. Trong những năm sau đó, các tờ tiền mệnh giá 100 đô được chi khá bừa bãi, cùng với hàng tỷ đô Mỹ đưa vào Iran, đã trở thành một trong những cám dỗ lớn nhất với binh lính Mỹ. Số tiền này nhanh chóng biến mất vào túi và tủ đựng đồ ăn của các binh sĩ, cán bộ và binh lính có quyền tiếp cận. Một khoản không nhỏ đã được gửi về nhà cho vợ và bạn gái họ. Vụ cướp ở Iran từ đó mà đạt tới tầm sử thi. Saddam nếu còn sống, dù có nằm mơ cũng không bao giờ có thể nghĩ rằng số ngoại tệ trong con lợn đất của mình lại có một hành trình xa xôi đến vậy. Và cho đến nay, đây vẫn là một ví dụ điển hình chứng minh một vụ cướp ngân hàng với quy mô không nhất thiết phải sử dụng đến những khẩu súng, thuốc nổ hay là mặt nạ.